Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. Đây là con loa mà mình thấy nhiều người dùng nhất trong vài năm trở lại đây, từ bạn bè mình này, người quen cho tới mấy đứa em. Vậy thì JBL Go 3 có gì mà được người dùng ưa chuộng tới vậy? Thì mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Let's go. Ấn tượng đầu tiên khi mình cầm con loa này trong tay đó chính là nó rất nhỏ gọn và cực kỳ nhẹ. Đây chính là định hướng của JBL cho dòng loa này. Ngay từ cái tên thôi là chúng ta cũng có thể thấy được rõ ràng điều đó. Go tức là di chuyển. Và với kích thước như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể mang nó đi bất cứ đâu mà không bị chiếm nhiều diện tích. Bỏ trong ba lô, túi đeo chéo, cốp xe hay thậm chí là còn có thể bỏ được vào trong túi quần, túi áo khoác nữa cơ. Lần đầu khi nghe giá của JBL Go 3 thì mình thật sự rất bất ngờ, bởi vì đây là một con loa Bluetooth chưa tới một cũ nhưng mà thiết kế rất ấn tượng, cộng với độ hoàn thiện cũng cực kỳ tốt. Xung quanh loa thì được bọc hoàn toàn bằng vải rất chắc chắn, cầm lên tay cảm giác rất sướng, không có chỗ nào bị ọp ẹp hay là lỏng lẻo cả. Phía trước thì sẽ là logo JBL rất to, ở dưới chân đế thì còn được thiết kế theo dạng sọc chéo và chúng đều được làm bằng cao su. Những chi tiết này khiến JBL Go 3 trở nên bắt mắt hơn, thời trang hơn. Không những vậy mà JBL Go 3 còn có rất nhiều màu sắc cho các bạn có thể lựa chọn tùy theo cá tính của bản thân. Thêm nữa là nút bấm cũng được làm rất to để các bạn có thể dễ dàng thao tác và cảm giác bấm cũng rất là sướng. Ở trên đầu thì chúng ta sẽ có thêm một cái quai như thế này, cũng được bọc vải và có phần cao su cực kỳ chắc chắn để các bạn có thể treo nó ở bất cứ đâu mà mọi người thấy tiện. Nằm kế bên đó là cổng sạc USB-C, ở dưới thì sẽ là nút nguồn và nút Bluetooth để các bạn có thể kết nối được với những thiết bị khác. Điểm đáng tiền nữa là JBL Go 3 có cả kháng nước kháng bụi IP67 nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm mang em nó đi chơi, đi du lịch vân vân một cách thoải mái. Đó là phần bên ngoài, rồi đi sâu vào chất âm thì nó lại tiếp tục làm mình bất ngờ thêm một lần nữa. Cái thứ nhất là công suất của JBL Go 3 đã được nâng cấp lên 4.2W. Không phải là quá to nhưng mà như vậy là đủ để ví dụ các bạn ngồi cà phê bật nhạc chill chill với nhau hay là bật nhạc ngay trong phòng ngủ. Một điểm nữa mình rất hay thấy ở những con loa giá rẻ đó chính là khi các bạn bật max volume lên thì sẽ bị rè, nhưng mà JBL Go 3 lại không bị như vậy. Có một tip nhỏ là khi các bạn nghe một mình thì có thể dựng đứng loa lên như thế này để âm thanh hướng về phía chúng ta. Còn nếu mọi người nghe đông người thì hãy đặt nằm loa như thế này thì âm thanh nó sẽ tỏa ra đều hơn. JBL Go 3 bản chất của nó là loa mono có một driver lớn, cộng thêm việc được tăng công suất so với thế hệ cũ nên là giải bass đến khá lực, có chiều sâu. Đây mình sẽ cho các bạn nghe một đoạn nhạc EDM để mọi người thấy được trực quan hơn là bass con này đập cành như thế nào. Có thể nói đây là một trong những con có dễ bay hay nhất phần khúc này. Chạm mid và treble thì mình thấy cũng đã thể hiện rõ ràng hơn, giọng vocal được xử lý ngay trong hơn, sáng hơn so với thế hệ cũ. Thời lượng pin là thứ mình cũng cảm thấy khá ưng khi nó có thể nghe được liên tục 5 tiếng là quá đủ để các bạn đem đi chơi thoải mái rồi. Theo cá nhân mình thấy thì JBL Go 3 được làm ra là để hướng tới những người trẻ của chúng ta và nó đã cực kỳ thành công, vì kể từ lúc ra mắt tới tận bây giờ, đây luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc giữa một cũ. Rồi mọi người nghĩ sao về JBL Go 3? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.